Trời ơi, ta phải giết mẹ con Kiều Phi Yên. Giết một người đàn bà mà 8 năm nay ta đã đem mối tình hờ ra bao bọc. Rồi tháng ngày qua đã tạo cho ta một niềm rung cảm êm đềm. Không, không, ta có thể giết nàng bằng một viên độc dược. Độc dược? Trời, Kiều Phi, tôi đã nghe rồi tất cả. Và độc dược này sẽ giúp cho Lữ Huynh giữ tròn bổn phận làm con, giúp cho tôi với Kim Tùng sống được đoàn viên, cho sống được trùng phùng nơi chính xuôi. Lữ Huynh xin vĩnh biệt. Quan nếu độc dược kia làm nhân giúp nàng sống gặp Kim Tùng nơi chính xuôi thì chính nó cũng làm cho tôi tan nát cả linh hồn. Vì tôi sợ bị quý và cô độc lạnh lùng, qua ngày tháng bên nhau chung sống tôi với nàng cùng chia sẻ nỗi buồn vui. Đêm từng đêm khi nàng thao thức với con thơ thì tôi cũng nghiêng đầu bên gối lẽ mà thầm lặng ước mơ. Tôi luôn nuôi tiếng yêu nàng, nhưng sao tôi cứ nghẹn mãi trong tim cay đắng nghi ngờ. Sao Lữ Thanh Quy yêu tôi à? Không, không, xin ân nhân đừng nói lên lời yêu đương vì một thiếu phụ đã lỡ làng duyên. Phải, tôi cũng biết ước mơ mình không thành sự thật cho nên tôi mới lặng tin mà hứng chịu thương buồn. Cố xóa tan đi những ý nghĩ ngông cuồng, nhưng mà tôi càng xua đuổi thì hình bóng quyền quạt thấy và ước mơ kia cứ đè nặng khỏi tim yêu. Đêm dài gieo tiếng qua hơi thở gửi gió mang đi kiếp lạnh lùng, để rồi sầu nhớ mong lung nói yêu cho nhẹ nỗi buồn cô đơn. Y nhi cháu, cháu đâu hiểu nỗi khổ đau của người cha ruột. Kìa, tên xa phu với Kiều Phi Yên, cốt chấm phủ với đứa giang phu. Không, không, thiếp không phải là người phản bội, mà thiếp chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh trái ngang. Hay chính nàng đã nhận tâm tu con xuống đá vật dẫm lên ông nghĩa của ta và đi lên xa cha của Kim Tùng. Nàng đâu có biết rằng lòng ta đang mang đi một ân tình, nhưng vì nàng chỉ có một đứa trẻ thơ vô tội với một người em thân mến mà thuở nào cùng ta vui đùa nơi lý gia. Nên ta cương quyết khước từ để kết thúc với một quận nương hương trời sáng. Thì tại sao nàng lỡ trái lại cho ta bằng một hành vi phản chất phụ phàng? Hoa công ơi, tại sao anh sắp bày dây cảnh trái ngang? Ông xa phu, tôi biết
thần có phép màu, đưa nàng đến tận đỉnh vô sơn. Nói đi, hãy nói đi, nàng hãy nói rằng chính nàng muốn phủ văn mây xám trên ánh sáng tương lai hạnh phúc của con, muốn cho âm dương ta bị dài dò đau khổ, và muốn cho hồn người xưa đành tuổi nuốt sầu. Nói đi, nhưng làm sao chàng mũi tươi tắn kia thốt được lời? Trời ơi, đêm nay là đêm gì mà chưa tàn cơn ác mộng lại đến điểm chìm bao? Phu quân, tên tử tội ấy đâu rồi? Phu nhân lại hỏi đến kẻ gian phu à? Nàng hãy nhỏ lẽ sầu thương xót, tên sa phu đang về với các bụi đi. Không, nếu tôi phải khóc tên sa phu trở về các bụi, thì dòng lệ xót đau sẽ âm thầm rơi trên quan mộ Lý Kim Tùng. Tên sa phu là Lý Kim Tùng à? Sông ngựa trâu thời quanh liệt còn đâu, với cây tên xa phu đói nghèo sơ sát, ngày bốn lượt nữa rưa nghi nhi, để có dịp người đùa chơi con thơ trong nước mắt. Kiều Phiên, em đang mơ hay tình? Hình ảnh của Lý Kim Tùng đang làm đau loạn tim em, xin hãy để người chết được nằm im trong lòng đất. Dân, dân, nếu tên Lý Kim Tùng đã nằm im trong lòng đất lành, thì hình dài trong mong tôi lặng nhìn ai rồi một phút gian, để rồi mỗi khi chiều ta rụng bên gian sông, mới nào về chúa xuống cho cánh đời tan một như ăn phù dân. Thôi, ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Nàng hãy đi đi. Kiều Phi Yến, tại sao nàng nói với con? Kiều Phi Yến, không, chính kẻ bội phạm đang cúi đầu xin tội nhường cho dần cắn soi sang quả tim của người thiếu phụ đang ôm ấp mối duyên đầu. Lữ Thanh Quy, cô tôi mới là kẻ đang sỉ nhục muôn đời, đứng trước một người chồng đau khổ, và một bên là thiếu phụ nghẹn ngào lặng tiếng. Kim Tùng về đây duyên xưa đã nát, nhưng tình nàng vẫn còn khắc mãi trong tim. Sang ngang đàn đổi cầm, trước sau với một cung âm chung tình. Lữ Thanh Quy, tôi chỉ cần bắt lại Ý Nhi, chứ tôi không cần mối tình xưa cũ. Ý Nhi đâu? Hay là anh đã âm mưu sát hại? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Sát hại Ý Nhi? Không đâu,
Kim Tùng ơi, dẫu không thể nén khát giọng yêu thương khi được tin Kim Tùng rồi thấy ngoài xương tuyết. Nếu tới phủ bỏ lời gửi gắm của kẻ ra đi, thì lỗi nghĩa để huynh sang tình tố tốt. Chưa đôi với nhi cũng còn tình khúc nhục. Tôi đã thay Kim Tùng và tôi coi nó như con. Tôi đã săn sóc giấc ngủ miếng ăn nâng niu chiều mến. Thì có lý đâu tôi lại đang tay hạ sát